rồi. Nhớ các bác nhá. Thì em cũng báo giá luôn, hai con Makita 22 này thì rất là đẹp này, và lồi đồng cối đá xung cực kỳ bay. Thì giá của hai con này là 1.350.000 nhá. Con số 2 con số 30 này 1.350.000 này. Con số 31 cũng 1.350.000 này. Thì tiếp tục có cái con 31 này, con 32 này. Con 32 này thì cần lớn hơn này. Cũng là Makita giống hai hai con này, nhưng mà con này công suất lớn hơn. Con này là Makita 24 nhá. 24cc đây, có tem này. Makita 24cc này. Thì đương nhiên rồi. Thì con này cũng đã lên chế ga ngang cho nó đây này. Thì các bác về dùng rất là sướng. Thì giá của con số 32 này thì giá của nó là 1.400.000 các bác nhá. Đấy, 1.400.000. Tiếp tục em đến với con số 33, con số 33-35 thì là con Robin 25cc. Đây các bác nhìn rõ không? Robin NB251. Con này là 252 UR. Con này đời cao hơn này. Đấy. Thì con này sử dụng chế One Pro này. Nguyên bản theo máy này. Con này thì đã lên chế ga ngang này. Thì đã thay thế chế nhưng mà sử dụng loại chế tốt nhá. Thì đương nhiên rồi, giá của con này là con số 33, giá của nó là 1.500.000 này. Thì con số này, con này đắt hơn này. Con này sử dụng chế One Pro các kiểu đấy thì nó đắt hơn 50.000. Thì giá của con này là 1.550.000 nhá các bác nhá. Công suất là 25cc. Khủng khủng luôn. Mà đặc điểm của những cái dòng Robin Makita là rất là đẹp và dùng cực kỳ bền nhá. Rồi. Em đi nhanh vì dung lượng nó hơi lớn rồi. Đây em có một cái con chế xe đây. Có bác chế xe đủ bộ luôn. Thì con này là con chế xe. Đây đủ bộ luôn này. Con này là con chế xe 41cc. 41cc này đủ bộ luôn cho các bác này. Đấy nhá. Cả bô biết thì thiết kế luôn, các bác về chỉ lắp ráp thôi. Tay ga này. Đủ bộ hết luôn. Thì giá của con này, cả bộ chế xe này cho các bác bán giá rất là mềm. 1.250.000 nhá các bác nhá. Rồi, xong. Ôi, nghe mà quay nhanh. Thì có cái con máy phát điện đây này. Con máy phát điện này, máy phát điện chạy dầu diesel mà của Yama nhá các bác nhá. Đã sơn lại luôn. Mà đã chuyển điện 220V. Máy phát điện Yama chạy dầu. Đây là các bác này. Đấy. Ê, con này đương nhiên rồi. Máy phát điện công suất của nó là 2.5 kg nhá các bác nhá. 2.5 kg đây, chạy dầu đây. Đấy. Thì con này em bán với giá đó là 6.000.000 các bác nhá. Đấy mà giá này là một cái giá rất cực kỳ hợp lý cho các bác ở đấy. Con này nhiều nơi họ bán 9, 8, 9 triệu, 10 triệu tùy. Nhưng mà con này chạy dầu diesel này rất là tiết kiệm xăng. Tiết kiệm dầu, tiết kiệm nhiên liệu. Và thứ hai là máy của Nhật này, máy Yama của Nhật này. Đã chuyển điện 220V này, nguyên bản luôn. Nghĩa đã chuyển điện rồi. Thì dùng cực kỳ sướng, thì băng nào mà công suất là 2.5 kg nhá. Thì các băng nào thích cái em này thì liên hệ với em. Rồi. Rồi thì video nó hơi dài thì em cũng xin dừng video ở đây. Thì các bác mua hàng các bác liên hệ với em theo số là 0973 931 442. Thì em là Trung, em ở Hòa Bình các bác nhá. Rồi. Cảm ơn các bác xem video.